trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này cùng với tôi, anh Võ Nguyễn Duy Khôi và tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Và trong lúc mà ở nước Mỹ cũng như cả thế giới đang chờ đợi cái sự thay đổi bàn giao giữa hai chính quyền tại Mỹ, thì đương nhiên là cũng có những cái sự chuẩn bị khác, những cuộc vận động khác ở trên thế giới. Trong tuần vừa rồi thì có một cái biến cố thường niên mà bình thường thì ít người để ý lắm, đó là cái hội nghị kinh tế toàn thế giới tại Thụy Sĩ. Vì có lẽ là vì nó tổ chức ở Thụy Sĩ và tổ chức hàng năm, cho nên ngoài trừ những người mà quan tâm đến vấn đề kinh tế hoặc là những nhà tư bản lớn, thì nó bình thường nó không phải là cái biến cố thời sự, phải không? Nhưng mà năm nay thì nó là một cái cuộc có cái biến cố thời sự, vì có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt, và đó là ông chủ tịch của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên mà, vì ông Tập Cận Bình cũng là một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một đảng cộng sản lớn nhất trên thế giới, mà ông lại có mặt ở trong một cái diễn đàn có một thời được coi là, cho đến bây giờ có lẽ cũng coi là cái sao huyệt của tư bản thế giới. Vì trong cái hội nghị kinh tế đó thì gồm có những đại diện gồm nhiều đại công ty khắp thế giới. Tại sao người ta lại mời một người như ông Tập Cận Bình? Cái hội nghị Davos là cái hội nghị mà rất là quan trọng hàng năm. Cái Davos sẽ là rất là quan trọng, và luôn luôn là những cái lãnh tụ thế giới là đến tham dự cái Davos. Nhưng mà cái Davos năm nay á, là nó lại đặc biệt hơn những năm khác, là cái người mà gọi là đưa ra cái keynote speech á, mà đó là khi mà nói chuyện đó là nó cái hậu trường cứng ngắc người, mà nhất là những cái đại doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới là nghe cứng hết, mà rất là quan tâm để nghe, là ông Tập Cận Bình. Mà đó, đây là cái vấn đề mà người ta nói là cái thế giới đảo chiều, là bởi vì xưa nay á, cái người mà đứng mà nói cái chuyện đó đúng là phải tổng thống Mỹ, là bởi vì đây là cái vấn đề mà toàn cầu hóa, vấn đề kinh tế của toàn cầu. Davos là một cái hội nghị kinh tế của toàn cầu, mà bây giờ Mỹ lại chủ trương thu gọn lại là chống toàn cầu hóa. Ông Trump là cái người chống toàn cầu hóa, mà chính là ông Tập Cận Bình bây giờ là chủ trương toàn cầu hóa. Thành ra đây là nó nói là thế giới đảo chiều, đúng ra đây là phải tổng thống Mỹ phải đọc cái đó. Thì ông Tập Cận Bình hôm 17 Tây, ông đã nói cái vấn đề này, thì ông nói từ cái chuyện mà phải bảo vệ trật tự thế giới, phải bảo vệ toàn cầu hóa, phải bảo vệ cái tự do mậu dịch. Một nước cộng sản mà nói về chuyện đó. Và ông tạo cho thế giới thấy là ông là người chủ trương một cái thế giới ổn định. Mà trong khi đó, ông nói là nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm. Ông chứng tỏ là ông là cái nhà lãnh đạo có trách nhiệm của thế giới, là cái người bảo vệ môi trường, bảo vệ cái hòa bình thế giới. Mà cái đây là những cái đề tài của Tổng thống Hoa Kỳ. Mà bây giờ Tổng thống Hoa Kỳ là không, ông Trump, ông không có mặt đó. Ông Obama không có mặt đó, ông Trump ông gửi đại diện tới đó để quan sát. Thì trong khi đó thì ông Trump cái chủ trương lại ngược lại. Ông Trump chủ trương có tính cách là giống như là gây chiến, gây hấn. Có chủ trương là bảo vệ mậu dịch. Rồi ông coi là ông đã kích là cái vấn đề mà biến đổi khí hậu là cái chuyện nói láo, chuyện giả dối. Thì đó là nó, trong khi là ông gây những cái xáo trộn đối với cái Liên Âu. Rồi ông lại hoan nghênh cái vấn đề nước Anh đi ra khỏi Liên Âu. Như vậy thì ông Tập Cận Bình và Trung Quốc muốn nhân cái cơ hội này trong lúc mà thế giới đang hoang mang để họ đứng ra đóng cái vai cái người lãnh đạo thế giới. Exactly, đúng là như vậy. Là ông ở đây là cái hội ngàn năm một thở của ông Tập Cận Bình để mà ông chứng tỏ thế giới là Trung Quốc bây giờ ngon lành, Trung Quốc là cái người xứng đáng để tạo cái lãnh đạo thế giới. Trung Quốc chủ trương là toàn cầu hóa, chủ trương tự do mậu dịch. Trung Quốc là cái người mà gây ra ổn định, gây ra bất ổn là bây giờ ông Trump của Hoa Kỳ chứ không phải là Trung Quốc. Thì đó là cái thí dụ ông Trump, ông chỉ trích nước Đức là trong vấn đề nhập cư, là ông làm cho những quốc gia Đông Nam Á bị hoang mang. Thành ra do đó mà cho đó, đây là cái cơ hội để mà ông Tập Cận Bình ông chiếu sáng ngoài thế giới là ông lãnh đạo một Trung Quốc để làm cho thế giới an tâm. Đối với thế giới và đối với những người tổ chức cái hội nghị này, những người ngồi dưới nghe đó,
Khôi nghĩ là ông Tập Cận Bình ông thuyết phục được họ. À, thưa anh Bình, thưa chú Nguyên cũng như quý vị khán thính giả, cá nhân em nghĩ thì đây là những người tham dự họ đã hiểu cái bản chất của một người như ông Tập Cận Bình. Trong cái giai đoạn thì RFI, tin RFI khoảng ngày 18 hay ngày 17 không nhớ rõ. Trong cái thời điểm mà ông Tập Cận Bình đưa ra bài phát biểu đó thì RFI có đăng một bài về những cái doanh nghiệp đang ở trong lãnh thổ của Trung Cộng. Thì họ mới đưa ra một cái complaint, họ phàn nàn, 70% họ nói là không khó khăn vì cái sự bảo hộ mậu dịch ở bên trong của Trung Quốc, họ không làm ăn được, họ khó làm ăn. Thì như hình như 2 năm trước thì chỉ có khoảng 50% complaint thôi, năm nay đã tăng 70-mấy%, gần 80%, và họ đã tính từ 2-3 năm nay là muốn chuyển đi nơi khác. Thì đó là ngay trong nội bộ quốc gia của Trung Quốc mà Trung Quốc vẫn không làm được cái vấn đề mà tự do mậu dịch hay là những cái vấn đề như ông ta đã tuyên bố ở cái diễn đàn đó, thì làm sao có thể đưa lên trên toàn thế giới. Đó là cái thực tế mà những người làm doanh nghiệp thì họ phải chú trọng tới cái thực tế đó, họ chú ý tới cái thực tế đó. Thì anh Bình, Trung Quốc có thể làm nổi một nửa công việc mà Hoa Kỳ đã làm trong bao nhiêu năm nay không? Là cái việc mà lãnh đạo hay là đầu tàu của kinh tế thế giới. Trung Quốc nếu mà họ có được một cái ổn định chính trị đó thì họ có thể qua mặt Hoa Kỳ. Mà hiện giờ một cái nước mà đang tăng tốc trong cái giai đoạn phát triển kinh tế mà cũng có thể là vùng lên ở bên Á Châu đó, là Ấn Độ. Ấn Độ bây giờ cái tốc độ mà kinh tế tăng trưởng rất là mạnh. Và Ấn Độ có một cái nền chính trị ổn định, dân chủ ổn định. Trung Quốc là hiện giờ là nền kinh tế lớn thứ hai, nhưng mà người ta lo ngại là cái vấn đề chính trị của Trung Quốc thật sự nó không ổn định. Thành ra thí dụ như ông Nguyễn Kinh Sinh, ông có một cái viết bài về vấn đề ông Trump lên. Ông nói ông Trump lên đó là cái mục tiêu ông nhắm là vô Trung Quốc, ông nhắm đập Trung Quốc về vấn đề mà thương mại không bình đẳng. Và ông muốn là hòa hoãn với Nga để mà thân thiện với Nga để Nga để yên cho ông đấu với Trung Quốc. Mà đấu với Trung Quốc là đấu về thương mại, tức là đòi hỏi Trung Quốc phải có một cái thương mại bình đẳng. Là cái nhìn của ông Nguyễn Kinh Sinh là trong cái chiến tranh thương mại đó là ai nắm cái thị trường người đó thắng. Mà cái thị trường hiện giờ là thị trường của Mỹ. Mà Mỹ mà nắm cái thị trường đó, thì do đó là thắng là Mỹ chứ không phải là thắng là Trung Quốc. Và Trung Quốc là nếu mà chiến tranh thương mại thì Trung Quốc thua. Thì đó Trung Quốc mà nếu mà Trung Quốc có thể là Trung Quốc gây chiến, mà Trung Quốc gây chiến thì Trung Quốc cũng thua. Bây giờ đánh Nam Hàn, đánh Nhật Bản thì Mỹ sẽ can thiệp ngay. Và đánh Việt Nam, đánh Phi Lực Tân thì là cũng là cái khúc xương khó nuốt, là bởi vì những cái đồng minh sẽ chống, cộng đồng thế giới sẽ chống và người ta có thể nhào vô người ta tiếp. Thành ra do đó mà con đường gọi là hiện giờ Trung Quốc là chủ trương là sẵn sàng chiến đấu về đâu chiến tranh thương mại, nhưng mà chiến tranh thương mại là Tập Cận Bình sẽ thua. Và do đó mà cái nhìn Nguyễn Kinh Sinh là nếu mà chiến tranh thương mại xảy ra, Tập Cận Bình có lẽ là phải chọn cái vấn đề mà thương thảo để mà mở cửa thị trường quốc nội của Trung Quốc và phải là tương nhượng Hoa Kỳ để mà có một cái thương mại bình đẳng hơn. Thì đó là cái nhìn của ông Nguyễn Kinh Sinh. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trở lại cái Davos là ông Tập Cận Bình ông nói là kinh tế thế giới là cái đại dương bao la, không ai có thể thoát được cái đại dương bao la đó hết, mà cắt đứt cái kinh tế thế giới là một cái điều không có khả thi. Thì ông được là coi như doanh nghiệp ở các thế giới là ngồi chặt cứng để mà nghe ông ta nói. Nhưng mà nói chung thì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xảy ra là ông Trump muốn là cái bình đẳng thương mại là cái chính yếu là cái chỗ đó, chứ không phải là ông muốn bóp cổ Trung Quốc. Thành ra để coi vấn đề thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy một cái vấn đề mâu thuẫn của ông Trump nữa đó là cái vấn đề ở bên Âu Châu mà cái NATO. Thì ông Trump ông nói là NATO lỗi thời, nhưng mà trong khi đó chúng ta đương nói chuyện đây thì là Mỹ đem 4 cái tiểu đoàn qua bên nước Lithuania, Estonia để đóng đó, và họ đã đóng ở Ba Lan để họ ngăn chặn Nga Xô.
thì là trong khi đó thì Nga Sô đã đem cái loại quả tiễn mà có thể mang đầu đạn nguyên tử Iskander đó đã đóng ở Kaliningrad. Là Kaliningrad là nó nằm ngay ở biển Baltic mà nó giữa Ba Lan với Lithuania. Thì do đó mà chúng ta thấy rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng ông chủ trương là NATO quan trọng và phải ngăn ở Nga ở bên Âu Châu. Trong khi đó ông Trump thì ông nói là NATO lỗi thời, thì để chúng ta để coi khi mà ông Trump nắm quyền thì vấn đề như thế nào. Có thể có ai sẽ là những người thực sự lãnh đạo của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ kế tiếp không? Quốc phòng luôn. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này, và xin hẹn gặp quý thính giả trong chương trình tuần tới. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.